Dạ vâng, xin kính chào toàn thể các bác và anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay thì Hùng lại tiếp tục lên sóng cho các bác một sản phẩm mới của nhà hãng DBL Tích vừa mới gửi hàng cho bên em. Và trước mặt các bác đây là một mẫu sản phẩm vàng cơ lai số của nhà hãng DB. Và model là KM320 Plus, bản nâng cấp của KM320 bản thường ngày xưa các bác nhé. Nó sẽ nâng cấp về tính năng này, về chất mic, chất nhạc sẽ hơn nhiều so với bản ngày xưa. Đó. Và đây là vỏ hộp của em đó này. Về các cái sản phẩm của DB các bác biết rồi, luôn chú trọng về ngoại hình bên ngoài và kể cả chất lượng âm thanh các bác nhá. Đấy. Với phân khúc tầm hơn 2 triệu đồng một chút thôi thì các bác có thể sở hữu một chiếc vang cơ lai số hàng nhập khẩu chính hãng có COCQ. Và em sẽ mở hộp chi tiết để review chi tiết cho các bác xem sản phẩm bên trong có những gì các bác nhé. Đây, đầu tiên là một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng. Đây. Đó là một cái dây nguồn này, một cái điều khiển. Đây các bác có thể là căn chỉnh nhạc, mic và effect, chuyển đổi các cổng input là đây. Và có thêm một cái dây anten để cho các bác có thể là bắt Bluetooth từ xa hơn. Và một tua vít để cho có thể các bác có thể là chọc máy đấy, thoải mái. Và đây là nhân vật chính của chúng ta đây. Đây. Với mặt trước thiết kế của em đó là một màu đen tuyền với mặt này là mặt phay xước. Mặt phay xước các bác nhá. Đây. Nhìn rất là đẹp này. Đây. Các bác có thể nhìn thấy này. Model của em nó KM320 Plus. Và nút nguồn thì tất cả các cái bản mới bây giờ thì nhà hãng đều đặt nút nguồn của em nó là ở phía trên, phía trước mặt. Và volume nhạc này, về cái hay nữa nhá, là bản đời mới bây giờ thì nhà hãng đã thiết kế cho em đó là một cái núm volume, là núm volume vô cực đấy. Đây các bác có thể xoáy thoải mái. Volume của effect này, volume của nhạc này, volume của effect, volume của mic đó, xoáy rất là trơn tru, chiếc đắp pi. Và một màn hình hiển thị lớn ở đây, hiển thị các thông số của nhạc này, mic này, hay là effect và các cổng input đầu vào. Đó. Và đây là các cổng nút ấn input này và chống hú. Còn về phía căn chỉnh bên này thì em nó sẽ có một cái cổng cắm USB và mắt IR để cho các bác có thể là ấn điều khiển từ xa mà không phải ra vặn nút như này nữa. Đó. Và chỉnh delay R và L của echo, repeat và reverb time và reverb volume. Về effect thì em nó có thể là cắt được bass và treble và cắt tần số của effect được các bác nhé. Và phần chỉnh của mic thì em sẽ có 3 icon, bass, trung, treble. Phần nhạc cũng vậy, cắt chỉnh bass, trung, treble. Và em này được cải tiến là sẽ cho các cái volume cập sub ở trước mặt đấy luôn, nút cắt tần số của sub này và volume của sub. Thì các bác vặn cái volume, các cái volume này nhá, thì nó sẽ hiển thị các cái thông số trên này luôn. Đấy. Và đằng sau của em đó thì rất nhiều các cái cổng ăn chơi. Ví dụ như các cổng input đầu vào thì sẽ có các cái cổng cổng quang này, AUX1, AUX2, Bluetooth, cổng coaxial. Đấy, các bác có thể là cắm rất nhiều các cái cổng vào đây, thoải mái xử lý luôn. Và em có hỗ trợ thêm là hai cổng mic phía sau, mic A, mic B. Và đây là hai volume của mic này, đây là volume của preset volume input đầu vào. Cổng ra của em nó thì sẽ thiết kế
bốn cổng rắc ca lông và hai rắc lưu trích, hai rắc hoa sen. Thì bốn cổng rắc ca lông của em nó thì gồm các hai cổng như cả MN, VNR và hai cổng sup 1, sup 2. Đấy. Ở bên rắc hoa sen thì của em nó cũng có tích hợp là cổng sup và một cổng livestream. Với mẫu Vanker lai số với tầm giá là trên 2 triệu đồng một chút thì các bác có thể sở hữu một cái mẫu Vanker rất là hay, tiếng echo. Baby.
Và các bác có muốn tư vấn và tham khảo những sản phẩm trên thì có thể gọi điện qua số hotline bên em, có số điện thoại là cơ sở 1 0919182233 và 0869997229. Cơ sở 2 có số điện thoại là 0982352313, hoặc là các bác có thể đến cơ sở bán lẻ có địa chỉ tại cơ sở 1 là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2 là 48B cư xá Bà Điểm, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22 và cách bến xe An Sương 500 đến 700m. Và bên em thì có giao hàng toàn quốc các bác nhá. Và em xin dừng clip tại đây. Thân xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bác ạ.